Từ tiến sĩ Vũ Văn Giáp, ta tiếp tục chương trình báo cáo thứ ba trong cái phiên khoa học thứ tư này của thạc sĩ Hoàng Anh Đức về cái chủ đề nội soi phế quản can thiệp trong điều trị u khí phế quản. Xin mời thạc sĩ Hoàng Anh Đức. Vâng ạ. Kính thưa quý chủ tọa đoàn, kính thưa quý thầy cô cùng toàn thể quý vị đồng nghiệp ạ. Sau đây thì em xin phép chia sẻ màn hình để trình bày bài báo cáo của em ngày hôm nay ạ. Theo sự phân công của ban tổ chức thì hôm nay em xin phép được báo cáo một cái chủ đề, đó là nội soi phế quản can thiệp để điều trị u khí phế quản. Thì như các thầy cô và các anh chị đã biết thì trong chuyên ngành về lĩnh vực hô hấp thì tất cả những cái tổn thương ở đường thở, hay nói khác cách khác là đường thở lớn, đường thở trung tâm, thì nó đều gây ra những cái hậu quả rất là nặng nề trên lâm sàng và đòi hỏi những biện pháp điều trị rất là khẩn trương và kịp thời để có thể giải quyết cái triệu chứng cho bệnh nhân, tránh cho bệnh nhân rơi vào những biến chứng nguy hiểm như là suy hấp và có thể tử vong. Thì hôm nay em xin phép được trình bày một cái báo cáo liên quan đến các cái phương pháp nội soi can thiệp để điều trị các cái tổn thương u khí phế quản ạ. Thì những thầy cô đã biết thì các cái tổn thương u khí phế quản thì nó có cả bao gồm cả những cái tổn thương lành tính và những cái tổn thương ác tính, hay là khác là ung thư ạ. Thì những cái tổn thương lành tính thì nó chiếm tỷ lệ thấp hơn, mà những cái trường hợp căn nguyên phổ biến của nó thì là những cái tổn thương hamartoma nội phế quản, hay là cái trường hợp mà papilloma tế bào vẩy có biểu hiện ở khí phế quản. Và những cái tổn thương mà gặp nhiều hơn, chiếm phần lớn cái trường hợp mà tổn thương u trong lòng khí phế quản ấy, là những trường hợp ung thư. Ở ung thư ở đây thì có thể là những trường hợp ung thư phế quản phổi, hoặc là những trường hợp mà ung thư mà di căn từ các cơ quan bộ phận khác di căn đến. Thì như trong cái bài trình bày của tiến sĩ Hoàn về ung thư phổi thì chúng ta đều biết rằng là cái tỷ lệ ung thư phổi chiếm là một trong những ung thư hàng đầu ở bệnh nhân cả nam và nữ, gây ra cái gánh nặng bệnh tật cũng như là cái tỷ lệ tử vong hàng đầu. Và ở những trường hợp ung thư phổi thì nó có khoảng 20-30%, tức là 1/3 số bệnh nhân có cái tình trạng là xâm lấn đường thở trung tâm, tức là những khí quản hoặc là phế quản gốc, những đường thở lớn. Còn đối với những trường hợp ung thư ngoài phổi thì người ta thấy rằng là có từ 1-4% có cái hiện tượng là di căn vào trong lòng khí phế quản. Những cái biểu hiện hay những cái biến chứng của những cái trường hợp mà cái tổn thương u trong lòng khí phế quản thì người thấy rằng đầu tiên là bệnh nhân có thể có những cái triệu chứng là có khó thở, có cái tiếng thở rít liên tục, rồi nặng hơn nữa khi mà cái tổn thương này nó gây ra cái tình trạng là chít hẹp hoàn toàn thì gây tình trạng viêm nhiễm trùng, cái biến chứng nhiễm trùng dưới cái chỗ tắc nghẽn lâu dài có thể gây tái phát nhiều lần, hoặc chỉ gây tình trạng áp xe hoại tử. Bên cạnh đó thì nếu mà cái trường hợp này chúng ta không được can thiệp và xử trí một cách kịp thời thì bệnh nhân có thể dẫn đến các cái trường hợp bệnh nhân có thể phải suy hấp, thậm chí có những trường hợp bệnh nhân phải đặt ống khí quản, và ngay cả khi bệnh nhân được đặt ống khí quản rồi thì cái nguy cơ tử vong của bệnh nhân rất cao. Thì như các thầy cô thấy trên hình vẽ đây là một cái trường hợp trên hình ảnh chụp cắt lớp vi tính, là khi mà bệnh nhân suy hấp có cái khối u nó xâm lấn vào trong lòng khí quản mà chúng ta đặt ống khí quản vào rồi thì chúng ta vẫn không thể giải quyết được triệt để cái khối u và cái tình trạng thông khí của bệnh nhân vẫn không đảm bảo. Như vậy là chúng ta có thể thấy là kể cả trong trường hợp chúng ta áp dụng những biện pháp thông khí rất xâm lấn thì cũng chưa chắc có thể đảm bảo cho bệnh nhân mà có những tổn thương trong lòng phế quản. Một số những bệnh nhân khác thì có những cái triệu chứng như là ho máu nặng chẳng hạn, thậm chí là ho máu sét đánh có thể dẫn tới tử vong. Rồi bên cạnh đấy là những cái gánh nặng dẫn đến suy giảm chất lượng cuộc sống. Và nhìn chung thì cái tiên lượng sống của những cái bệnh nhân mà đã có khối u mà xâm lấn vào trong khí phế quản không được xử trí kịp thời thì nó chỉ kéo dài 1-2 tháng thôi. Và người ta nhận thấy rằng có khoảng 40% bệnh nhân ung thư phổi là bị tử vong do cái biến chứng là có những khối u xâm lấn vào đường thở trung tâm, là xâm lấn vào lòng phế quản. Về lựa chọn các phương pháp điều trị thì chúng ta thấy là có rất nhiều phương pháp, những phương pháp cổ điển như là ngoại khoa chẳng hạn. Tuy nhiên thì những phương pháp ngoại khoa này thì sẽ rất là khó để chỉ định trong trường hợp ung thư xâm lấn đường thở trung tâm, vì nó cản trở trong quá trình mà chúng ta gây mê cho bệnh nhân, hoặc là ở những trường hợp mà bệnh nhân là đã ung thư ở giai đoạn muộn, những bệnh nhân mà có cái thể trạng suy kiệt như chúng ta thấy ở bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối chẳng hạn, thì việc mà áp dụng những cái phương pháp ngoại khoa là một cái thách thức, một cái trở ngại rất lớn cho bệnh nhân. Ở bên cạnh đấy thì có những phương pháp điều trị truyền thống khác như là hóa trị hay là xạ trị, thì những biện pháp này thì nó có hiệu quả, nhưng một số trường hợp thì nó sẽ hiệu quả là không chắc chắn, hoặc là cái tác dụng của nó đến rất chậm, có thể sau một vài ngày hoặc là sau một vài tháng, thì có thể là đến cái thời điểm mà nó có tác dụng thì bệnh nhân không thể đợi được rồi.
Trong khi đấy thì bệnh nhân cần thiết là phải được giải quyết những cái tắc nghẽn một cách nhanh chóng và kịp thời. Thì cái phương pháp mà nội soi can thiệp áp dụng nhiều kỹ thuật nội soi can thiệp khác nhau thì là cái phương pháp mà tác động trực tiếp vào những cái tổn thương trong lòng khí phế quản để có thể giải phóng được cái tắc nghẽn ở trong lòng khí phế quản một cách nhanh chóng, giúp cho bệnh nhân hồi phục cái quá trình thông khí, đảm bảo cái chức năng hô hấp của phổi, từ đấy có thể cải thiện được cái chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Về phân loại ra các cái tổn thương mà xâm lấn trong lòng khí phế quản thì người thấy rằng là có ba loại chính. Cái loại thứ nhất là những cái tổn thương ở hình A, tức là cái tổn thương mà xâm lấn và nó gây lồi vào trong lòng khí phế quản. Như vậy, cái loại thứ hai là cái trường hợp mà những cái khối u ở bên ngoài nó đè ép vào trong lòng khí phế quản mà nó chưa gây xâm lấn, thâm nhiễm niêm mạc khí phế quản. Và cái loại thứ ba là cái trường hợp mà nó hỗn hợp, tức là khối u vừa gây đè ép từ bên ngoài và vừa gây phá hủy thâm nhiễm niêm mạc của cái lòng khí phế quản. Em xin phép và đưa ra một số cái hình nội soi của những trường hợp mà ung thư mà xâm lấn vào trong khí quản. Đây là một trường hợp mà ung thư biểu mô tuyến ở phổi xâm lấn vào trong thành khí quản, gây lồi vào trong thành khí quản. Chúng ta quan sát rất là rõ trên hình ảnh nội soi. Và bên cạnh đây là một cái trường hợp khác, là một cái trường hợp mà ung thư biểu mô tế bào nhỏ gây đè ép từ ngoài vào, gây hẹp lòng khí phế quản. Chúng ta thấy là lòng khí phế quản ở trường hợp này thì bị ép lại theo hình như hình trên ấy, hình móng ngựa đúng không ạ? Vậy thì sẽ gây khó trở cho bệnh nhân. Thì đây là những cái trường hợp mà khi bệnh nhân đã có cái sự chèn ép như này rồi thì chúng ta bắt buộc phải đặt ra các cái chỉ định điều trị để giúp cho bệnh nhân giải phóng đường thở, đảm bảo cái chức năng hô hấp của bệnh nhân, để tránh cái tình trạng mà bệnh nhân có thể nặng lên rồi suy hô hấp rồi thậm chí có thể là tử vong. Về các lựa chọn điều trị thì khi mà đứng trước một cái bệnh nhân mà có cái tổn thương ung thư hay là tổn thương khối u trong lòng khí phế quản thì chúng ta cần phải cân nhắc các cái đặc điểm, cái tiêu chí để đưa ra các lựa chọn điều trị cho bệnh nhân. Đầu tiên là cái tình trạng của bệnh nhân, ví dụ như tình trạng mức độ suy hô hấp, cái tình trạng ho máu, cái mức độ triệu chứng, xem là bệnh nhân có khó thở mức độ như thế nào. Cái thứ hai là những đặc điểm của khối u, ví dụ như là khối u này nó là lành tính hay ác tính. Nếu là ác tính thì cái nhạy cảm của cái phương pháp mà truyền thống như là hóa xạ trị như thế nào, rồi cái mức độ tắc nghẽn của khối u ra làm sao, cái khả năng phẫu thuật, cái vị trí của khối u nó có cho phép cái khả năng phẫu thuật hay không. Cái thứ ba là chúng ta phải cân nhắc các cái điều kiện về cơ sở vật chất, ví dụ như là chúng ta có khả năng tiến hành phẫu thuật hay không, chúng ta có khả năng mà tiến hành các cái phương pháp đầy đủ những cái dụng cụ để mà tiến hành nội soi can thiệp hay không. Và cuối cùng là cái kinh nghiệm của cái phẫu thuật viên hay là những người làm can thiệp, thì các thầy cô và anh chị cũng đã biết thì những cái can thiệp vào đường thở đúng không, là một trong những cái can thiệp mà gây ra những cái nguy cơ tai biến rất cao. Cái phương pháp đầu tiên em muốn giới thiệu là cái kỹ thuật, nó được coi là kỹ thuật nền tảng, kỹ thuật cơ bản để giải quyết trong cái tình trạng mà có cái khối u ở khí phế quản trong nội soi can thiệp, đó là kỹ thuật đặt ống cứng. Với cái kỹ thuật này thì chúng ta sẽ sử dụng một cái ống nội soi ống cứng để đặt vào bệnh nhân. Lưu ý là khi mà đặt cái ống cứng này thì chúng ta bắt buộc phải gây mê toàn thân và có thể kèm thêm một thuốc giãn cơ nữa thì mới có thể đảm bảo cái quá trình đặt ống cứng nó diễn ra một cách thuận lợi và an toàn. Thì kỹ thuật này được chỉ định trong hầu hết tất cả những trường hợp mà chúng ta có cái chỉ định can thiệp những cái khối u ở trong lòng khí phế quản. Một số cái chống chỉ định như là trong những trường hợp mà bệnh nhân có cái chấn thương ở cổ sống cổ, những chấn thương vùng hàm mặt thì sẽ không cho phép chúng ta đặt trực tiếp cái ống nội soi phế quản cứng này qua đường miệng, mà những trường hợp đó có thể là chúng ta phải đặt một cái đường khác, ví dụ là đường mở khí quản chẳng hạn. Đây là một trong những kỹ thuật mà cơ bản. Kỹ thuật này thì thường nó sẽ được kết hợp với những kỹ thuật khác để mà có thể cầm máu, như là kỹ thuật đốt điện đông, kỹ thuật đặt stent để giúp giải quyết cái tình trạng khối u trong lòng khí quản. Một số cái biến chứng của kỹ thuật này như là biến chứng gây chảy máu khi mà chúng ta đặt vào có thể gây sang chấn đường thở hô hấp trên rồi đường thở hô hấp dưới. Cái biến chứng gây ra thủng giò của khí quản, phế quản. Thì khi mà chúng ta tiến hành nội soi ống cứng, bên cạnh cái việc mà chúng ta có thể áp dụng cái đồng thời cùng với những kỹ thuật khác, ví dụ chúng ta có thể nong bóng để giải phóng đường thở, hoặc là chúng ta đốt điện đông để có thể cắt đốt cầm máu khối u, thì ngay bản thân cái việc mà chúng ta sử dụng ống cứng thì cái thật chúng ta có thể sử dụng cái thanh ống cứng để hoặc là kìm để loại bỏ cái khối u khỏi cái thành khí phế quản, như là trong cái video mà em xin phép được minh họa ở đây. Tức là ở đây thì chúng ta chưa cần dùng đến những cái kỹ thuật khác mà chỉ cần dùng đến cái thanh ống cứng thôi, là chúng ta đã có thể loại bỏ được phần nào cái khối u ở trong lòng khí phế quản, như trên cái video mà
Em xin phép được minh họa ở đây. Thì khi mà chúng ta sử dụng nội soi ống cứng ấy, và nếu mà chỉ sử dụng không sử dụng kết hợp với những cái phương pháp khác ấy, thì có một cái báo cáo từ khá là lâu rồi người ta đưa ra từ năm 1989. Thì nếu mà chúng ta sử dụng cái việc nội soi ống cứng để mà điều trị những khối u mà gây ung thư, cái tắc nghẽn đường thở trung tâm ấy, thì nó cho phép cải thiện triệu chứng ở 90% bệnh nhân. Tuy nhiên thì cũng gặp một số cái biến chứng ví dụ như là viêm phổi, chảy máu hay tràn khí màng phổi suy hấp hay là rối loạn nhịp tim. Cái phương pháp thứ hai là cái phương pháp mà chúng ta kết hợp để sử dụng trong điều trị những cái khối u ở trong lòng khí phế quản là cái đốt điện đông cao tần. Thì ở đây cái phương pháp này thì ý nghĩa mục đích là chúng ta sẽ sử dụng cái dòng điện đông cao tần để cắt bỏ hoặc cầm máu cái tổ chức khối u bằng một cái hiệu nhiệt được tạo ra bởi một cái dòng điện cao tần. Cái ưu điểm của cái kỹ thuật này là chúng ta có thể sử dụng với ống nội soi phế quản ống mềm hoặc là nội soi phế quản ống cứng. Thì ở đây nếu mà chúng ta sử dụng một cái mốt, tức là một cái chế độ đốt điện một cách phù hợp và khéo léo thì nó sẽ rất ít cái khả năng gây ra biến chứng và cũng ít cái khả năng mà gây ra sẹo hẹp nếu chúng ta đốt theo cái chu vi của cái đường thở. Thì cái đặc điểm của cái đốt điện đông cao tần so với những cái đầu đốt điện đông thông thường ấy, thì là khi mà chúng ta sử dụng cái điện đông cao tần thì cái diện tổn thương nó sẽ hẹp hơn và chúng ta có thể dễ kiểm soát được những cái tổn thương, cái vùng mà chúng ta tổn thương khi đốt, tránh được những cái biến chứng như là thủng này, là rách đường thở trong khi mà chúng ta làm can thiệp. Thì chỉ định của phương pháp đốt điện đông cao tần thì nó rất là rộng rãi. Phần lớn những trường hợp mà chúng ta có những cái khối u lành tính hoặc ác tính xâm lấn vào trong lòng khí phế quản mà gây bít tắc lòng phế quản thì chúng ta có thể áp dụng được. Rồi những trường hợp chúng ta có thể ngoài cái việc cắt đốt, chúng ta có thể cầm máu việc những cái khối u để chảy máu trong lòng khí phế quản. Bên cạnh đó thì cả những cái trường hợp mà có tắc nghẽn không phải do u mà do những trường hợp như là sẹo hẹp khí phế quản chẳng hạn, sau lao, sau đặt ống khí quản hay là sau mở khí quản, thì chúng ta cũng có thể sử dụng cái phương pháp đốt điện đông cao tần để mà điều trị cho những trường hợp này. Thì chống chỉ định của cái phương pháp này thì đó là những trường hợp mà tổn thương nó hoàn toàn là do đè ép từ ngoài vào, niêm mạc của khí quản nó chưa bị tổn thương thì chúng ta không sử dụng được phương pháp này. Hoặc là trường hợp bệnh nhân đang đeo máy cái tạo nhịp tim pacemaker chẳng hạn, thì khi mà chúng ta sử dụng cái dòng điện trong thì gây nguy hiểm cho bệnh nhân. Thì đây là hai cái hình ảnh đầu tiên, là minh họa đầu tiên là cái trường hợp mà sử dụng cái đốt điện đông cao tần để cầm máu cái khối u trong lòng khí phế quản. Đấy, như em xin phép được minh họa trên cái hình vẽ cái video ở đây. Đấy, thì chúng ta sẽ đưa cái đầu sông và sẽ tiến hành đốt điện để cầm máu khối u. Và cái trường hợp thứ hai, cái trường hợp bên cạnh không phải là một trường hợp khối u mà là một cái trường hợp là sẹo hẹp khí phế quản do đặt ống khí quản, chúng ta cũng có thể sử dụng cái kỹ thuật đốt điện đông cao tần để giải phóng cái khẩu kính của đường thở, giúp cho bệnh nhân hết cái triệu chứng khó thở. Đấy, như vậy, thầy cô anh chị thấy rất là rõ, khi mà chúng ta đốt thì sẽ đốt được cái sẹo hẹp và sẽ giải phóng được cái khẩu kính đường thở. Về hiệu quả của cái phương pháp này thì các cái báo cáo và nghiên cứu thì cũng đều đưa ra cái hiệu quả, nó cho phép mà cải thiện cái triệu chứng của bệnh nhân và cũng có những trường hợp nó cải thiện được cả cái chức năng hô hấp, chỉ số FEV1. Thì kỹ thuật này đặc điểm, một cái ưu điểm nữa là cái giá thành rất là rẻ so với cái liệu laser liệu pháp mà em sẽ giới thiệu về sau ấy, thì cái này nó giá thành nó rẻ hơn và dễ áp dụng rất nhiều, và cái hiệu quả thì nó cũng tương đương. Các cái biến chứng thì rất là hiếm gặp, và khi mà chúng ta sử dụng những cái mà mốt phù hợp thì chúng ta sẽ rất hiếm gặp những biến chứng như gây viêm, gây thủng ở đường thở. Cái liệu pháp tiếp theo em xin phép được giới thiệu thì đó là cái liệu pháp sử dụng tia laser. Thì cái tia laser này là một cái đặc tính của nó là một cái tia mà nó mang lượng năng lượng rất là cao. Khi chiếu vào thì nó sẽ giải phóng cái năng lượng dưới dạng nhiệt. Thì từ lâu thì nó đã được ứng dụng rất nhiều trong cái lĩnh vực sinh học để cắt, để hàn hay tổ chức. Và trước đây thì các cái tác dụng của tia laser trên cái vùng điều trị thì nó sẽ gây ra những cái dẫn đến những cái tác dụng như là quang đông này, rồi cái tác dụng về điện từ trường này, những tác dụng về nhiệt năng hay làm đông. Thì cái kỹ thuật sử dụng laser này thì nó cũng có thể được sử dụng cả với những kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm hay là nội soi phế quản ống cứng. Thì các cái tổn thương mà phía trong hay là thâm nhiễm gây hẹp lòng khí phế quản, về cái hiệu quả thì
kỹ thuật mà sử dụng laser thì đây là một trong những kỹ thuật mà cho hiệu quả cao nhất trong cái việc mà giải phóng những cái khối u, cắt đốt khối u, giúp cải thiện triệu chứng và cái chức năng thông khí cho bệnh nhân, khôi phục cái khẩu khí đường thở. Tuy nhiên thì cái giá thành và cái trang thiết bị thì nó là một trong những cái trở ngại khi mà chúng ta áp dụng cái kỹ thuật laser này. Thì bên cạnh đấy thì cũng rất ít khi mà gây ra cái biến chứng như là nguy cơ thủng, nguy cơ mà rò khí phế quản. Thì đây là một cái video mà minh họa về việc mà sử dụng cái kỹ thuật laser để cắt đốt khối u trong lòng khí phế quản. Anh chị thấy rất là, các thầy cô có thể thấy rất là rõ là khi mà chúng ta chiếu tia laser vào thì lập tức là cái khối u nó bị ăn mòn và nó sẽ không bị chảy máu, đúng không ạ? Thì kỹ thuật laser là một trong kỹ thuật mà hiệu quả nhất trong điều trị những cái khối u trong lòng khí phế quản, đặc biệt là những cái trường hợp mà khối u khí phế quản mà có nguy cơ mà chảy máu cao thì cái kỹ thuật mà laser là lựa chọn ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên thì cái việc mà cái trang thiết bị và cái giá thành kỹ thuật laser thì nó là một cái trở ngại lớn khi mà để có thể áp dụng được. Về hiệu quả thì nó cho phép là kỹ thuật này thì nó cho phép duy trì cái khẩu kính đường thở lên tới 92% các bệnh nhân trong các cái báo cáo nghiên cứu, rồi cho phép cải thiện các triệu chứng, các thông số về khí máu động mạch và các cái chỉ số trên chức năng thông khí như là FVC. Cái biến chứng ho máu nặng thì nó chỉ gặp rất là thấp, chỉ khoảng 1% bệnh nhân, và cái tỷ lệ tử vong thì gặp là dưới 1% bệnh nhân. Kỹ thuật tiếp theo đó là kỹ thuật mà áp lạnh, thì hay là còn gọi tên tiếng Anh là cryotherapy. Tức là kỹ thuật này được sử dụng trong những trường hợp trước đây thì được sử dụng trong trường hợp mà chảy máu và giảm đau trong những phẫu thuật cắt cụt chi. Thì cơ chế của nó là gây nhiễm độc và làm chết tế bào ở một cái nhiệt độ rất thấp được tạo ra bởi một cái khí nitơ lỏng. Thì kỹ thuật này cũng tương tự như kỹ thuật khác thì nó đều có thể thực hiện qua cái nội soi phế quản ống mềm hoặc là nội soi phế quản ống cứng. Tuy nhiên thì cái tác dụng mà tối đa thì nó có thể muộn hơn một chút. Nó có những cái tác dụng nó xảy ra ngay tức thì, nhưng mà cũng có những cái tác dụng để mà đạt được tối đa thì nó phải xảy ra trong vòng khoảng 10 đến 15 ngày sau. Thì kỹ thuật này nó được áp dụng những trường hợp mà cái khối u thì nó ít xâm lấn hơn và nó không gây những trường hợp tắc nghẽn cấp tính, và nó đặc biệt hiệu quả trong những trường hợp mà chúng ta có thể cắt đốt và tiến hành cầm máu, hay những hợp chúng ta vừa sinh thiết vừa chẩn đoán, thì những trường hợp này được có hiệu quả cầm máu rất cao thì được áp dụng trong những trường hợp đó. Và cái tỷ lệ biến chứng của kỹ thuật mà cryotherapy thì rất thấp và nó không có những cái nguy cơ gây ra thủng hay gây ra sẹo hẹp. Đây là một cái hình ảnh mà cái video để minh họa cái kỹ thuật mà cryotherapy. Chúng ta sẽ dùng đầu dò để áp lạnh cho tiếp xúc với cả cái khối u ở trong lòng khí phế quản. Khi mà chúng ta bơm cái khí vào trong cái đầu sông thì đầu dò sẽ trở nên lạnh, và các thầy cô có thể nhìn thấy là cái đầu dò nó có xương, nó đóng băng như là tuyết ấy, và nó sẽ dính cái khối u và nó sẽ lấy được cái tổ chức ra bên ngoài như vậy. Và cái kỹ thuật tiếp theo nữa thì nó là một trong những kỹ thuật rất là quan trọng để mà điều trị những trường hợp mà u khí phế quản. Ở các kỹ thuật mà em vừa trình bày ở trên như là kỹ thuật đốt điện đông hay laser hay là thậm chí là cryotherapy là những trường hợp mà giúp các cái thầy thuốc, những nhà nội soi có thể giải phóng được cái khẩu kính của đường thở, khôi phục cái khẩu kính của đường thở. Tuy nhiên thì có một cái nguy cơ nữa ở những cái bệnh nhân mà đã có cái tổn thương trong lòng phế quản là những cái tình trạng tắc nghẽn đây nó có thể bị tái diễn bất cứ lúc nào. Có thể do những tổn thương về lành tính hay ác tính mà chúng ta không có thể kiểm soát được. Vậy thì chúng ta đặt ra một cái yêu cầu nữa là khi mà chúng ta can thiệp rồi, chúng ta phải đảm bảo là tránh cái tình trạng mà nó tái hẹp đường thở. Thì cái kỹ thuật mà đặt stent trong lòng khí phế quản là một trong những kỹ thuật mà được có cái tầm quan trọng hàng đầu trong việc mà điều trị những tổn thương có cái tổn thương u trong lòng khí phế quản, hay là những trường hợp mà hẹp lòng khí phế quản nói chung. Thì kỹ thuật đặt stent này thì nó được đưa ra áp dụng từ những năm 1965. Tuy nhiên vào cái thời điểm đấy thì người ta chỉ là áp dụng với một cái dạng rất là thô sơ ban đầu, tức là một cái ống stent chữ T và đặt qua cái đường là đường mở khí quản, thường được áp dụng bởi các bác sĩ ngoại khoa. Thì bắt đầu từ năm 1990 thì người ta mới sáng chế ra những loại stent mà có đặc hiệu để mà có thể dùng trong nội soi can thiệp, như là các anh chị thầy cô thấy trên hình vẽ. Thì cái ưu điểm của stent này thì nó như một cái giá đỡ để đưa vào trong lòng đường thở. Sau khi mà chúng ta đã giải phóng được khẩu kính đường thở rồi thì chúng ta sẽ đưa vào trong thành khí phế quản để mà giữ được cái khẩu kính đấy và tránh trường hợp mà cái tình trạng mà lòng khí phế quản hẹp trở lại. Thì ưu điểm của nó là gì? Nhìn chung thì các loại stent nó đều khá là dễ dàng trong quá trình đặt và lấy ra, và nó ít bị di lệch sau khi mà chúng ta đã đặt vào rồi. Và cái khả năng, cái hiệu quả trong
cái việc mà giữ vững đường thở, đảm bảo cái tình trạng đường thở nó không bị tái hẹp lại, đồng thời nó cũng có cái độ đàn hồi nhất định. Và tùy từng loại stent thì nó sẽ có những loại stent, đặc biệt là stent silicone chẳng hạn, thì nó sẽ không gây ra cái phản ứng tăng sinh tổ chức hạt quá mạnh và nó ít ảnh hưởng, thậm chí là không ảnh hưởng đến cái khả năng dẫn đường đờm nếu chúng ta có những biện pháp dự phòng tránh tắc nghẽn, tránh ứ động đờm đã cho bệnh nhân. Và cái giá thành hiện tại của stent thì nó cũng có rất nhiều loại, từ cái loại mà thấp đến cao, có thể là stent kim loại hoặc stent silicone. Đầu tiên là stent silicone stent, thì đặc điểm đầu tiên của stent này là chúng ta bắt buộc phải đặt qua ống nội soi phế quản cứng. Chúng ta không thể đặt qua ống soi mềm được, mà chúng ta phải đặt ống cứng để mà đưa stent vào trong lòng phế quản. Thì có những chỉ định trong trường hợp mà u nó chèn ép, u gây xâm lấn, gây tắc nghẽn khí phế quản. Cái stent này một ưu điểm của nó là nó sẽ được đặt và lấy ra khỏi đường thở một cách rất là dễ dàng thông qua cái việc mà chúng ta đặt ống nội phế quản cứng. Và ưu điểm nữa đó là cái ít tăng sinh cái tổ chức hạt. Và về cái nhược điểm của loại stent này thì là khi mà những cái đoạn hẹp, những cái tổ chức u mà ở cái vị trí cao gần sát dây thanh ấy, thì nó sẽ gây khó khăn trong việc mà chúng ta đặt stent. Vì nếu mà đặt cao quá sát dây thanh thì nó có thể ảnh hưởng đến cái chức năng của dây thanh. Và ưu điểm nữa là cái giá thành thì là không phải là cao, đúng không ạ? Chúng ta có thể áp dụng rộng rãi cho bệnh nhân. Chính vì vậy thì đây là một cái liệu pháp, cái dụng cụ stent hàng đầu, được lựa chọn hàng đầu để trong những trường áp dụng trong những trường hợp mà có cái tổ chức u trong lòng phế quản, đặc biệt là những trường hợp mà ung thư xâm lấn phế quản. Loại stent thứ hai đây là cái stent phủ kim loại, metallic stent. Thì cái này thì có thể chúng ta không cần phải đặt qua ống nội soi phế quản cứng, mà chỉ cần đặt qua ống nội soi phế quản ống mềm thông thường thôi là cũng có thể đạt được stent này rồi. Ưu điểm của nó là có ít khả năng gây di lệch và nó bám rất là chắc và cũng không gây cái tác động cho bệnh nhân. Thì nó sẽ hiệu quả tốt trong trường hợp mà có giò, thêm cả giò khí phế quản nữa, hoặc hay là có hoại tử chỗ hẹp. Và tuy nhiên thì cái nhược điểm của nó là gì? Cái stent này thì nó cái độ mềm nó không được chắc như là stent silicone. Và một trong cái đặc điểm mà người ta lo ngại nhất khi mà đặt cái metallic stent này đó là cái việc mà tăng sinh tổ chức hạt. Mà khi mà đã tăng sinh tổ chức hạt rồi thì rất rất khó để mà lấy ra được. Khi mà lấy ra được thì làm khí phế quản của bệnh nhân bị chảy máu, bị sang chấn rất là nhiều. Hiệu quả chung của cái phương pháp mà đặt stent khí phế quản ấy thì nó đều mang lại cái việc mà cải thiện cái triệu chứng khó thở cho bệnh nhân, rồi cải thiện cái thang điểm về chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân. Bên cạnh đó thì cũng cải thiện những cái thông số về khí máu, về chức năng hô hấp. Cái tỷ lệ biến chứng chung thì nó gồm rất là nhiều loại biến chứng, có thể là biến chứng từ mức độ nhẹ đến độ nặng. Nhẹ thì chỉ có là như là di lệch, có thể là hẹp bên phía trên hoặc dưới stent này, với những tình trạng mà tăng sinh u hạt, hay là tình trạng nhiễm trùng hay tắc đờm, thì tỷ lệ biến chứng chung của nó thì khoảng chưa đến 10%. Có một cái nghiên cứu ở Pháp, người ta thống kê trên khoảng 75% bệnh nhân, 75 bệnh nhân ấy, thì người ta thấy rằng là cái stent này đặt, khi mà đặt stent silicone vào trong lòng khí phế quản trong trường hợp ung thư không tế bào nhỏ mà có tắc nghẽn đường thở trung tâm ấy, thì nó sẽ có hiệu quả rõ rệt trong việc mà cải thiện triệu chứng. Tuy nhiên thì cái hiệu không có nhận thấy được cái cải thiện trong cái thời gian sống thêm của bệnh nhân ở những bệnh nhân này. Em xin phép được minh họa bằng một số cái trường hợp mà chúng em đã đặt stent khí phế quản để điều trị cho bệnh nhân. Và tại trung tâm hô hấp thì đây là một trường hợp ung thư mà tế bào vẩy của thực quản xâm lấn khí phế quản, thì các thầy cô cũng có thể thấy là trên cái video này thì là khối u nó xâm lấn từ thành sau, gây xâm lấn gần như toàn bộ lòng khí phế quản, gây tắc nghẽn toàn bộ đến 90%, và các cái ống nội soi thì không thể đi qua được. Tương ứng với hình ảnh mà trên chụp các lớp vi tính. Thì bệnh nhân này đã được ekip nội soi can thiệp và tiến hành đặt stent vào trong lòng khí quản. Và đây là cái hình ảnh mà nội soi sau khi mà đặt stent. Thì đây là hình ảnh trong lòng stent. Và lúc này thì chúng ta thấy là cái đường thở nó được giải phóng hoàn toàn. Tương ứng với trên phim chụp các lớp vi tính thì là cái stent nó nằm trong cái vị trí ở trong lòng khí quản đây, với những cái hình ảnh mà cản quang của cái cốt thép ở trong stent. Ở một trường hợp khác, tức là một bệnh nhân ung thư tế bào biểu mô tuyến nang, cũng có khối u gây tắc nghẽn hoàn toàn cái lòng khí quản gốc trái. Trên phim chụp các lớp vi tính thì chúng thấy rằng là toàn bộ khí quản phía dưới bên trái bị tắc nghẽn hoàn toàn và gây ra cái biến chứng nhiễm trùng.
thì trên hình ảnh nội soi cho thấy khối u sùi bít tắc toàn bộ lòng phế quản gốc trái lan lên chảy cả khí quản nữa. Trường hợp này thì cũng được ekip nội soi can thiệp tiến hành các biện pháp như nội soi ống cứng, rồi đốt điện đông, nong bóng và cuối cùng là đặt stent, một cái stent silicone vào trong cái lòng phế quản gốc trái của bệnh nhân. Thạc sĩ Đức trình bày quá thời gian nhiều. Dạ vâng ạ, em xin phép sắp kết thúc rồi ạ. Và cái phương pháp cuối cùng em xin phép được giới thiệu đó là cái trường hợp chúng ta sẽ áp dụng cái phương pháp là photodynamic therapy hay là cái phương pháp nội soi phế quản quang đông. Thì cái phương pháp này thì dựa trên cái nguyên lý là phá hủy khối u bằng cái ánh sáng đơn sắc và có khả năng làm chết tế bào. Cái phương pháp này thì đòi hỏi là chúng ta phải tiêm một truyền vào người bệnh nhân cái chất là hematoporphyrin, một cái chất nhạy cảm với ánh sáng đơn sắc, và cái chất này nó sẽ đi đến cái khối u, và khi ta chúng ta chiếu cái ánh sáng vào thì sẽ phá hủy được khối u gây xâm lấn trong lòng phế quản. Thì cái phương pháp này cho phép kiểm soát chảy máu tốt, tuy nhiên thì chỉ áp dụng trường hợp mà tắc nghẽn vừa phải, khối u ít xâm lấn ạ. Em xin phép được kết luận cái bài trình bày của em ngày hôm nay thì là những hợp u khí phế quản là một trong những nguyên nhân trực tiếp gây tử vong và suy giảm chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Các cái phương pháp nội soi phế quản can thiệp là phương pháp điều trị hiệu quả, giúp giải phóng các cái tắc nghẽn đường thở và nó giữ một cái vai trò quan trọng trong điều trị trường hợp ung thư xâm lấn khí phế quản. Các kỹ thuật chính như là nội soi phế quản ống cứng, đốt điện đông, đặt stent khí phế quản, và việc chúng ta lựa chọn kỹ thuật thì phụ thuộc vào cái bệnh cảnh lâm sàng của bệnh nhân và các cái điều kiện về vật chất, về kinh nghiệm của người làm kỹ thuật, và cần phải kết hợp nhiều phương pháp nội soi can thiệp hóa trị xạ trị để nâng cao hiệu quả trong điều trị của bệnh nhân có khối u ở khí phế quản. Em xin hết ạ. Một lần nữa em xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thầy cô, quý anh chị bác sĩ và quý đồng nghiệp ạ.